Chị Bảo Nghi và Phương Chi xin kính chào quý khán giả của đài SBTN. Chào Phương Chi. Chào Bảo Nghi. Kính thưa quý vị, mở đầu chương trình hôm nay là những tin tức địa phương, sau đó là chương trình hàng tuần của SBTN Boston với những bản tin chính như sau. Những hậu quả của cơn bão Sandy. Cơn bão Sandy làm trì trệ các hoạt động tài chính của các công ty cũng như của thị trường chứng khoán. Trường Đại học Tin lành ở tiểu bang Arizona quyết định không nhận khu trường miễn phí ở tiểu bang Massachusetts. Tổng thống Obama và ông cựu thống đốc Mitt Romney sẽ vận động tại tiểu bang New Hampshire vào những ngày cuối cùng trước cuộc bầu cử tổng thống. Thống đốc Deval Patrick yêu cầu các công ty cung cấp điện phải hoàn tất việc nối lại điện cho người tiêu dùng. Một số thành phố đã dời ngày xin kẹo Halloween vào cuối tuần. Phát hiện một bộ xương cốt dưới cây gỗ xoài, thành phố New Haven. Mở đầu với bản tin chính, Tổng thống Obama và ông Mitt Romney sẽ vận động tại tiểu bang New Hampshire trong những ngày cuối trước khi cuộc bầu cử Tổng thống với Bảo Nghi. Tổng thống Obama và cựu thống đốc, ông Mitt Romney sẽ vận động tại tiểu bang New Hampshire trong những ngày cuối trước khi cuộc bầu cử Tổng thống, tin từ thành phố Concord, New Hampshire. Kính thưa quý vị, Tổng thống Obama sẽ quay lại tiểu bang New Hampshire vào ngày Chủ nhật, ngày 3 tháng 11 để vận động lần cuối cùng trước khi cuộc bầu cử vào ngày 6 tháng 11. Ban vận động bầu cử Tổng thống Obama cho biết thêm, cựu Tổng thống Bill Clinton cũng sẽ có mặt tại New Hampshire trong những ngày cuối trước cuộc bầu cử. Đồng thời, bà Corina Kennedy sẽ lãnh đạo phong trào kêu gọi phụ nữ ủng hộ cho Tổng thống Obama, được gọi là Renew State Women Desire Tour, và sẽ đến thăm thành phố Portsmouth, Rochester, Laconia, Manchester, Lebanon, Concord và Nashville. Về phía Cộng hòa, ông Mitt Romney cho biết ông sẽ tổ chức buổi vận động cuối cùng vào đêm thứ hai trước ngày bầu cử tại thành phố Manchester thuộc tiểu bang New Hampshire và sẽ có sự hiện diện của ca sĩ nhạc rock Kid Rock. Ông Romney chọn tiểu bang New Hampshire là nơi dừng chân cuối cùng vì nhiều lý do. New Hampshire là tiểu bang mà ông chính thức thông báo cuộc vận động tổng thống và New Hampshire cũng là tiểu bang mà ông và gia đình có nhà nghỉ hè tại thành phố Walpole bên bờ hồ Lake Winnipesaukee. Những hậu quả của cơn bão Sandy. Kính thưa quý vị, sau cơn bão Sandy đã đánh vào miền Đông Hoa Kỳ, trong đó có tiểu bang Massachusetts, khoảng 106.000 người trong tiểu bang còn bị mất điện. Công ty National Grid đã báo cáo rằng đến sáng thứ Tư, ngày hôm sau, khi cơn bão Sandy đổ vào tiểu bang, còn hơn 73.000 khách hàng vẫn chưa có điện. Những thành phố bị ảnh hưởng mạnh nhất là Grafton, Northborough và Lancaster. Hãng National Grid đã cho biết rằng sẽ có một số gia đình phải chờ đến thứ Bảy ngày 3 tháng 11 mới có điện lại. Hãng Enstar cũng báo cáo rằng có 31.500 khách hàng vẫn chưa có điện. Trong khi đó thì chỉ có 1.600 khách hàng của công ty Massachusetts Electric Company và chỉ vài chục khách hàng của công ty Utility đã mất điện. Công ty EDICAT, một công ty nghiên cứu về thiên tai, đã ước lượng rằng các sự mất mát có thể lên đến từ 5 đến 10 tỷ Mỹ Kim cho bảo hiểm và từ 10 đến 20 tỷ Mỹ Kim về mặt thiệt hại kinh tế. Thống đốc Deval Patrick yêu cầu các công ty cung cấp điện phải hoàn tất việc nối lại điện cho người tiêu dùng, tin từ thành phố Boston. Kính thưa quý vị, sau cơn bão Sandy, đã có khoảng chừng 400.000 gia đình bị mất điện cho đến thứ Năm ngày 31 tháng 10 vừa qua. Nhân viên của các công ty điện lực đã miệt mài làm việc để đem lại điện cho người tiêu dùng và chỉ còn khoảng 70.000 gia đình không có điện. Thống đốc Deval Patrick đã họp mặt với các giới chức tiểu bang và xem xét quá trình làm việc của các công ty nhằm bảo đảm tất cả mọi người sẽ có điện lại vào ngày thứ Sáu ngày 1 tháng 11. Tại cuộc họp báo, thống đốc Deval Patrick cho biết là sau khi cơn bão Sandy trải qua 36 giờ, 80% gia đình đã có điện lại. Ông cho rằng việc các công ty cung cấp điện đưa ra các chương trình và kế hoạch trong trường hợp khẩn cấp là một thắng lợi, nhưng cho thấy sự liên hệ và đối thoại giữa các công ty và chính quyền tiểu bang đã có nhiều tiến triển so với các tiểu bang lân cận. Massachusetts đã nhanh nhẹn hơn nhiều trong việc đối đầu với các trường hợp khẩn cấp. Cơn bão Sandy làm trì trệ các hoạt động tài chính của các công ty cũng như của thị trường chứng khoán, tin từ New York. Kính thưa quý vị, rất nhiều công ty lớn trên toàn nước Mỹ không phát hành các bản thống kê tài chính theo định kỳ ngày thứ Hai và ngày thứ Ba vừa qua bởi vì cơn bão đã làm thiệt hại các trung tâm tài chính chủ mạch phía Đông Mỹ. Đây là lần đầu tiên chuyện này đã xảy ra kể từ vụ khủng bố kinh khiếp năm 2001. Trung tâm giao dịch chứng khoán New York, thường được gọi là New York Stock Exchange,
cùng với Nasdaq và CME ở Chicago, đóng cửa vào thứ Hai vừa qua, hệ thống giao dịch tại trung tâm chứng khoán New York Stock Exchange chưa từng đóng cửa kể từ ngày 11 tháng 9 năm 2001. Lần cuối của các giao dịch chứng khoán bị ngưng vì lý do thời tiết là năm 1985 khi siêu bão Gloria tấn công miền đông nước Mỹ. Lần cuối cùng trung tâm giao dịch chứng khoán New York Stock Exchange cũng đóng cửa vì lý do thời tiết là năm 1888 khi New York bị gặp trận bão tuyết khủng khiếp lên đến 40 feet. Các giao dịch chứng khoán trên toàn nước Mỹ cũng tạm ngưng vào ngày thứ Ba. Trung tâm giao dịch chứng khoán New York Stock Exchange và Nasdaq mở cửa lại vào ngày thứ Tư. Một số thành phố đã dời ngày sinh kẹo Halloween vào cuối tuần, tin từ thành phố Boston. Kính thưa quý vị, ngày 31 tháng 10 là ngày lễ Halloween. Tối 31 là đêm mà các em nhỏ đi sinh kẹo, trick or treat. Nhiều thành phố vẫn đang còn trong quá trình dọn dẹp đường phố sau cơn bão Sandy. Một số thành phố trong tiểu bang đã quyết định dời lại ngày đi sinh kẹo cho các em vào cuối tuần vì lý do an toàn. Các thành phố như Lincoln, North Adams, Rutland, Sudbury đã dời lại vào tối thứ Sáu từ 5 giờ đến 7 giờ. Ashby, Fitchburg, Holyoke, Lloydminster, Lunenburg, Methuen, Norwell, North Andover đã dời lại vào tối thứ Bảy từ 5 giờ đến 7 giờ. Westford, Stowe, Northfield đã được bắt đầu vào lúc 5 giờ đến 7 giờ tối vào Chủ nhật. Trường Đại học Tin lành ở Arizona quyết định không nhận khu trường miễn phí của tiểu bang Massachusetts. Tin từ Boston, kính thưa quý vị, vào năm 2009, gia đình của ông Steve Green, chủ sở hữu của hệ thống cửa hàng Hobby Lobby, mua khu vườn học trước đây thuộc về trường Northfield Mount Hermon, thành lập vào năm 2009 bởi nhà truyền giáo Wright Moody, một khu trường học nằm dọc bờ sông Connecticut River. Sau khi mua lại khu trường học này, thì gia đình ông Green dự định hiến tặng khu trường học cho một trường đại học tin lành để tưởng nhớ là nhà truyền giáo tin lành nổi tiếng Lewis và vinh danh môi trường dạy học tin lành thuần tí của Wright Moody. Trường đại học thuộc Grand Canyon University tọa lạc ở Phoenix, Arizona đã được chọn là một dự định mới sẽ rộng hơn cơ sở thêm là 5.000 học viên. Tuy nhiên, sau khi nhận khu trường thì các bạn ước tính tài chính về việc trùng tu cơ sở vật chất để phù hợp với chi tiêu của trường đã lên đến 180 triệu Mỹ Kim. Thế nên, vào tuần vừa qua thì trường này đã từ chối nhận cơ sở mới mặc dù khu trường học là miễn phí. Hiện nay thì gia đình của ông Green đang tìm một trường khác để tặng khu trường học trên. Phát hiện một bộ xương cốt dưới một gốc cây gỗ xoài, kính thưa quý vị, tin từ thành phố New Haven. Sau cơn bão Sandy, một cây gỗ xoài đã bị ngã đổ tại thành phố New Haven. Nhiều người qua đường đã tò mò đứng lại để nhìn xem cây lớn bị ngã và họ đã nhìn thấy một bộ xương cốt ở dưới gốc cây. Trưởng phòng cảnh sát của thành phố New Haven, ông David Hartman cho biết, cây xoài này đã được trồng vào năm 1909 nhằm kỷ niệm ngày sinh nhật 100 của cố tổng thống Abraham Lincoln và bộ xương cốt này có thể là một trong những hàng nghìn người được chôn tại đây dưới thời thực dân Anh. Các xương cốt đang được các bác sĩ y khoa tiểu bang đang xét nghiệm. Thông bạch thay thư mời tham dự lễ vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát xuất gia của chùa Lục Hòa tại số 7 đường Greenwood Park, Rochester, Massachusetts. Kính thưa quý vị, người có năng lực giúp chúng sanh an ổn, bất động trước mọi biến động của cuộc sống, chính là mẹ hiền Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, nhân kỷ niệm ngày xuất gia của người. Để tưởng niệm và tri ân, hạnh nguyện cao cả ấy, Phật tử chùa Lục Hòa thành kính thiết lễ vía lúc 11 giờ trưa, Chủ nhật ngày 4 tháng 11 năm 2012, nhằm ngày 21 tháng 9 năm Nhâm Thìn. Chúng tôi trân trọng thông bạch và kính mời quý vị nhấn chút thời giờ quý báu cùng về tham dự lễ vía nêu trên để chúng ta cùng hiệp lực trừ chú, đại bi và xưng tán danh hiệu Bồ Tát cầu nguyện cho quốc thái dân an, chúng sanh an lạc, đồng cầu cho tất cả hương linh, quá vãng siêu sanh lạc quốc, phổ khắp pháp giới 10 chúng sanh, đồng sanh Tây Phương, đồng thành Phật Đạo. Kính chúc quý vị tai qua nạn khỏi, kiết từ như ý, luôn an lành trong ánh hào quang chư Phật chư Bồ Tát. Thay mặt ban hộ tự, trưởng ban, Diệu Cúc Hàng Kim Thoa.
Kính thưa quý vị, chúng tôi sẽ trở lại cùng quý vị sau những thông tin thương mại. Mong quý vị đợi trong giây lát. Hãy gọi cho Vietnet Travel để có một chuyến du hành an tâm và thoải mái. Vietnet Travel được sự chứng nhận của hãng hàng không Mỹ và quốc tế. Vietnet Travel 1-800-380-6181, chuyên bán vé máy bay, đặt khách sạn, thuê xe và làm giấy tờ du lịch, vân vân. Vietnet Travel 1-800-380-6181. Maxim Pharmacy là nhà thuốc Tây do người Việt Nam làm chủ lớn nhất vùng núi England. Chúng tôi chuyên bán cung cấp đầy đủ các loại thuốc Tây y, dược thảo và dụng cụ y khoa. Nhận đầy đủ các loại bảo hiểm. Tại đây, quý vị có thể tìm được các loại dầu dán, dầu gió, có đầy đủ các loại vé số, băng hình, đĩa nhạc. Ngoài ra, chúng tôi còn nhận đưa thuốc đến tận nhà quý khách. Bãi đậu xe rộng rãi, an toàn, địa điểm thuận lợi. Maxim Pharmacy, nhà thuốc Tây cho mọi gia đình. Hân hạnh được phục vụ quý khách. Số điện thoại 617-282-9800. Ủa chị Phương Chi. Ủa Trúc Như, em đi đâu vậy? Chạy bộ hả? Dạ em chạy bộ. Trời ơi, nhà chị á hả? Dạ đây nè. Trời ơi, đẹp quá chị. Chị làm nghề gì mà giờ có nhà đẹp và xe đẹp nữa vậy? Ồ, bây giờ chị đang làm nghề tóc với facial với nail em. Ủa, lúc trước em nhớ chị học medical mà. Ừ, thì chị ra trường thì giờ mình ngày nào có tiền thì mình làm. Vậy chị ra trường nào vậy? Chị học trường ở Jupiter The Beauty Academy em. Nhưng mà khi mà em ra trường đó, nếu mà em có khả năng thì người ta đào tạo cho mình mở cái tiệm nail. Thì bây giờ chị là chủ một tiệm nail. Wow. Và bên cạnh đó thì có nail mặt supply luôn em, thì rất là thuận tiện em. Thôi vậy mốt cái gì em xin chị số điện thoại nha. Có gì okay. Em cũng xin đó em học. Được, được. Thôi chị đi đi. Ok, bữa nào chị em mình gặp lại. Dạ, bye, bye chị. Hãy đến với Nailmart sẽ có đầy đủ mặt hàng mới đẹp, chất lượng hoàn hảo, giá thành hạ hơn bất cứ nơi nào. Cũng là nơi tổng đại lý của OPI và Creative. Nailmart 617-288-8999. Nailmart 617-288-8999. Jupiter là trường đào tạo ngành tóc và facial đúng tầm cỡ do người Việt đầu tư. Bảo đảm sẽ giúp học viên vững vàng trong việc hành nghề đúng theo tiêu chuẩn pháp định. Với thành phần giáo viên Việt Mỹ tận tâm, giàu kinh nghiệm, đã có nhiều học viên tốt nghiệp và đang hành nghề nail tóc và facial. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Trí Võ 617-590-7959. Đặc biệt trường sẽ miễn lệ phí cho những ai đang hưởng trợ cấp thất nghiệp của chính phủ, muốn theo học ngành nghề tóc, facial và nail. Jupiter Beauty Academy 617-590-7959, tọa lạc tại Dorchester, khu phố Việt Nam.